Hello. You're so mean, huh, Flirt? Không quăng con sâu vô miệng người ta sao dữ tợn vậy hả? Sao so mean vậy hả? Lên rồi mà phải không? Lên rồi mà phải không? Thầy bảo hả, miệng to quá hả? Ok, hôm nay các anh chị có khỏe không nè? Ráng ngày nữa là mình nghỉ weekend rồi, ráng thêm ngày nữa. Yếu lắm rồi hả? No, I can do it, mà yếu gì? Cho qua xương rồng mượn. Cái A cộng nghĩa là gì các anh chị? Cái A cộng nghĩa là gì? Hả? Cái A cộng nghĩa là gì? Hả? Yeah, có nghĩa là admin. Admin gì phải viết nguyên chữ ra. Admin là viết tắt thôi. Administration. Administration là yes, là danh từ nói chung. Còn administrator là người. Okay, là người. Tại sao cái A cộng mình gọi là op? Hả? Mà op nghĩa là gì? Hả? Op nghĩa là gì? Hả các anh chị? Op nghĩa là gì? Op là tròn tròn hả? Op nghĩa là trứng gà ốp la hả? Các anh chị so funny. Op nghĩa là gì? Tại sao không gọi là admin mà gọi là op? Đeo ốp vô đi. Tại sao nó đeo ốp vô đi mà không đeo 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 admin vô hả? Ốp nghĩa là gì? Yes, operator là cái người mà điều khiển cái room hay cái gì đó. Đấy. Yeah, thành ra nhiều khi mình hỏi mình phải biết everything. Ok, bây giờ tiếp tục nha, tiếp tục bài hôm qua. Where did we stop yesterday? Rồi các anh chị biết cách đặt câu hỏi thác question mà đơn giản rồi phải không? Có ai không biết nữa không? Đơn giản thôi. Question. When we make the tag question, we're turning the main verb in the sentence into a question, son. Right? Into the a question. Nghĩa là, another word, we're making it negative or positive to contradict the statement. Có nghĩa là một câu muốn đặt câu hỏi về cái loại mà task question mình gọi là câu hỏi đuôi đó, có cái đuôi ở phía sau đó, thì nếu mà cái mệnh đề chánh nó là xác định thì cái mệnh đề mà để đặt câu hỏi nó phải là phủ định và ngược lại, right? Và mình sẽ đảo lộn cái động từ,
với cái chủ từ. Chỉ có vậy thôi. Nếu mà động từ to be trợ động từ thì mình đảo lộn nói với chủ từ. Còn nếu mà động từ thường á, thì mình dùng do, does, are, did. Vậy. Chỉ có vậy thôi. Cái câu này đổi làm sao các anh chị? I couldn't do it. Tôi có thể làm chuyện đó. Tôi đã có thể làm chuyện đó. Bây giờ mình đặt câu hỏi là bạn có thể làm chuyện đó được phải không? Thì các anh chị đổi làm sao? Ok, có chuyện gì thì kể cho Tiểu My nghe nè. Ok, đừng có kể cho nhau nghe nữa, kể cho Tiểu My nghe nè. Kể xong xuôi rồi mình học. You could do it, couldn't you? Yes. Thì các anh chị thấy mình sẽ đảo ngược cái chủ từ với cái trợ động từ. Chữ could ở đây là trợ động từ, do là động từ chánh, còn could ở đây là trợ động từ. Thành ra mình đảo ngược cái trợ động từ với cái chủ từ. Right? And make it be negative. Because the main statement is positive, right? Anh chị nhớ nha. Mình phải biết phân biệt ở đâu là cái trợ động từ. Right? Trợ động từ thường thường nó đi theo với một cái động từ khác. Các anh chị nhớ như vậy. Nó chỉ trợ giúp cho một động từ khác thôi. Ok, we continue. Trong cái task question thì mình có một cái loại task khác, gọi mình gọi là comment task. Cái loại này mình làm nó khác nha các anh chị. Cái comment task này nó có ba loại. Thứ nhất, let's see the definition. These are formed with auxiliary verbs, just like question tags. But after an affirmative statement, we use ordinary interrogative tag. After a negative statement, we use a negative interrogative tag. The comment tag can be added in this case to indicate, không có S nha, that the speaker knows the fact. Nghĩa là gì? Cái loại comment tags này đó, nó gồm có cái trợ động từ và nó giống như cái question tag vậy đó. Nghĩa là nhưng mà phía sau một cái mệnh đề chánh, thường thường mình dùng cái mệnh đề xác định. Thường thường mình dùng cái nhìn sao khó ta. Nghĩa là nếu mà phía trước nó là xác định thì phía sau nó cũng là xác định, đại khái như vậy đó. Và nó cũng giống như là câu hỏi cái loại mà câu hỏi đuôi mình mới vừa học, nó cũng giống vậy thôi. Nhưng mà nó khác một cái chỗ, nếu mà phía trước nó xác định thì phía sau nó cũng xác định, nếu mà phía trước nó phủ định thì phía sau nó cũng phủ định. Ok. And cái loại câu hỏi này đó thì nó còn nhấn mạnh hơn là cái loại câu hỏi đuôi mà hôm qua mình học. Nghĩa là mình thấy rõ ràng như vậy đó, for sure 100% luôn á. Còn cái kia là chỉ khoảng 70-80% thôi, mình confirm cái điều mà mình thấy và mình lặp lại đó.
Thế chị hiểu cái này phải không? Hiểu chị mình nói phải không? Hôm qua mình thấy đó, mình thấy đó, nhưng mà chưa chắc là người đó làm. Nhưng mà hôm nay mình thấy rõ ràng người đó đã làm rồi, mình chỉ nói, mình chỉ xác định lại thôi. Ok, phải, nó là câu hỏi mà. Ok, look, look at this one. Cho thí dụ nè. Ok, cho thí dụ nè. You saw him, did you? Thấy không? Cũng có nghĩa là oh, you saw him. Thế có nghĩa là cái vấn đề này đã xảy ra rồi, mình chỉ hỏi để mình xác định lại có phải như thế hay không. Thì xóa hiếm được dữ, thì các anh chị thấy nó hai cái nó khác phải không? Cái này là you saw him, you. Anh chị thấy hai cái nó khác không? Cái you saw him, did you, có nghĩa là cái câu thứ nhất á, là chắc chắn là cái người này đã thấy, bạn mình đã thấy cái người đó rồi, chắc chắn đã thấy rồi. Còn câu thứ hai là chỉ hỏi thôi, có phải bạn gặp ông ta rồi phải không? Ồ, tôi nói với bạn tôi gặp ông ta, nhưng mà thật sự tôi chưa, không có giờ tôi đi gặp ông ta. Đó là câu thứ hai. Thế anh chị hiểu rồi phải không? Say yes đi, nếu không hiểu thì nói tiếp. Okay. Nghĩa là câu hai câu đều có nghĩa, đều hỏi là bạn gặp ông ta rồi phải không? Nhưng mà hai cái trường hợp nó khác. Một trường hợp là mình cái sự việc chưa chắc gì nó sẽ xảy ra, nó đã xảy ra. Còn một sự việc là nó đã xảy ra rồi. Okay. Đồng ý không nào? Thí dụ một câu khác. You haven't found the key. There's something wrong with this one, right? No, 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 không phải câu này nè. Yeah, that's right. You haven't found the key, haven't you? Có nghĩa là so you haven't found the key yet. Cái câu này có nghĩa là cái người này chưa có tìm được cái chìa khóa, chắc chắn không có tìm được cái chìa khóa. Tại vì không có lái chiếc xe đi được, không biết để cái chìa khóa xe đâu mất tiêu rồi. Thấy rõ ràng như vậy người đó đang đi tìm cái chìa khóa xe đó, thí dụ vậy. Thì câu này mình thấy chắc chắn 100% là cái người này chưa tìm được cái chìa khóa nên chưa có đi. Đấy. Còn thí dụ mà mình nói cái câu như vậy. Okay, ví dụ mình nói câu như gì? You haven't found the key. Have you? Cái câu này có nghĩa là chưa biết là cái người này tìm được chìa khóa hay chưa, mình không có chắc chắn. Mình thấy ông ta cũng còn đi vòng vòng nhà tìm cái gì đó, thành ra mình nghĩ là cái người này chưa tìm được chìa khóa nên mình nói cái câu you haven't found the key, have you? Oh yes, I did. I'm just looking for something else. Nên chị hiểu rồi phải không? Bạn tìm được, bạn chưa? Yes, tôi tìm được rồi, nhưng mà tôi tìm cái khác. Okay. Có nghĩa là một câu chắc chắn cái sự việc nó xảy ra như vậy. Còn một câu là mình chỉ nghĩ, là mình chỉ hỏi cho biết là có phải cái sự việc nó xảy ra như vậy hay không. Còn cái sự thật thì làm sao mình không biết, có thể không. Okay. Rồi, các anh chị hiểu, nắm vững rồi phải không? Còn một loại,
cái này gọi là comment tax, KK. Cái loại thứ hai comment tax can also be spoken in answer to an affirmative or negative statement. We yield in this way, the tax is roughly equivalent, equivalent to really or indeed. Có nghĩa là gì? Cái loại common tax thứ hai này nó cũng được nói ở trong cái cách trả lời xác định hay là phủ định. And cái loại câu hỏi thứ hai này nó cũng giống như cái ở phía trên, cái comment tax ở phía trên, nó cũng nói cho mình biết cái sự việc đó bắt buộc là nó đúng như vậy. Okay, mình nghĩ là nó thật sự là nó như vậy. Thì loại câu hỏi này thì làm sao? Nó cũng tựa tựa như vậy thôi. Nghĩa là loại câu hỏi thứ hai này nó involve vô hai người, okay? Two people, một người hỏi và một người trả lời. I'm living in London now. Thì mình trả lời, are you? Các anh chị hiểu là câu hỏi này phải không? Mình không có nói là are you, mà mình nói là are you, nghĩa là cái người mà hỏi lại chỉ lặp lại cái điều mà cái người kia nói, đó là một cái fact, một cái true, một cái really hay là indeed, thật sự là như vậy. I didn't pay Paul. Oh, then you. Nghĩa là cái này nó hai người lận. Okay. Một người nói một câu xác định hay phủ định và một người kia chỉ lặp lại thôi. Then you. Anh chị hiểu rồi phải không? Thì loại câu hỏi này nó cũng gọi là comment tax. Nghĩa là ở đằng trước nó phủ định thì sau cũng phủ định, ở đằng trước xác định thì sau cũng xác định. Thế. Rồi câu hỏi, loại câu hỏi thứ ba. Anh chị hiểu rồi phải không? Say yes đi. Hello Linh chị Cat. Yes, cảm ơn. Okay, thành ra khi mà có cái câu hỏi đuôi thì đừng có hỏi người ta, ủa tại sao không phủ định? Ở trước xác định, tại sao ở sau không không xác không phủ định? Khi loại câu hỏi comment tax này thì cái sự việc nó đúng là như vậy á, khi nó đúng là như vậy á, đúng 100% luôn, nó bắt buộc phải xảy ra nó như vậy đó. Thế rồi cũng là oh, what's wrong with this? Yes, I had to move the suspicion up to the way. Hy vọng được nha. Cũng không được. And I have to move the angry too. Để tí mình tí xíu nha. And angry. Angry nằm chỗ nào ta? Suspicion. Suspicious. Ở nằm kia. And keep please luôn. What? Okay, hy vọng là được. No, it's fine. Cũng chưa được luôn. Okay, let me cut it off then. Okay, đợi tí mi connect the sentence với nhau nha. Statement. This is a long definition, that's why I have a hard time to
toothpaste. Okay, and the last part. Giác quá không được. Ok, đại khái nói có một phần thôi. And this one too. Cũng không được luôn hả? Okay. The chief use of this task is to express the speaker reaction to a statement. By the tone of his voice, he can indicate that he is interested or not interested, surprised, pleased, angry, suspicious, and disbelieving, etc. The speaker feeling can be expressed more forcibly by adding an auxiliary. Auxiliary có nghĩa là gì? Cái loại comment tag thứ ba này đó thì diễn tả cái reaction là cái gì ta? Thí dụ cái người đó người đó chọc mình, nói xấu mình, thì mình react làm sao? Mình angry. Okay, đó là reaction. Nghĩa là gì? Các anh chị, reaction dịch là gì? Nghĩa là reaction nghĩa là gì các anh chị? Nghĩa là cái phản ứng á, yeah, cái phản ứng của mình á. Okay, cái phản ứng của mình á. That's right. Okay, cái loại câu hỏi này đó thì nói lên cái phản ứng của cái người không phải là thật sự không phải là người speaker, cái phản ứng của cái người mà trả lời đó. Okay, thì với một cái giọng điệu, nhờ cái câu mà cái comment tag này đó, nhờ cái comment tag này mình mới biết cái người đó họ đang giận, họ đang vui, hay là họ đang ngạc nhiên, hay là họ đang thích thú, hay là họ đang tin cái điều mà mình đang nói, là khá như vậy á. Okay, cái loại câu hỏi này có nghĩa là như vậy. Cho thí dụ nha, cho thí dụ. I borrowed your car. Oh, you did? Did you? Tùy theo cái giọng điệu mà cái người để trả lời đó, mình biết họ đang là họ đang giận, hay họ đang vui, hay họ đang bằng lòng, hay họ không bằng lòng. Thí dụ mình nói I borrowed your car. Oh, you did? Did you? Thí dụ mình cái vấn đề đó không có big deal với mình, thì mình trả lời nhẹ nhàng thôi, mình hỏi lại, oh you did, did you? Còn thí dụ như là mình giận, mượn xe mà không nói trước, mình giận, oh you did, did you? Phải như vậy, mình raise cái voice của mình. Thế các anh chị thấy, by the tone of his voice, he can indicate that he is interested, right? Thành ra cái comment tag ở phía sau đó, tùy theo cái giọng điệu mà mình biết cái người đó, cái phản ứng của cái người đó ra sao. Okay. Ví dụ câu khác. I didn't think you needed it. Và thường thường ở đây á, cái loại câu hỏi này mình sẽ dùng những cái trợ động từ để áp dụng cái động từ chánh. Thí dụ như động từ chánh là quá khứ, thì trợ động từ nó cũng là quá khứ, là chị did. Đúng không các anh chị? Ở trong cái mệnh đề trước, I didn't think, thì cái mình thấy khứ phủ định, thì ở phía sau mình cũng dùng quá khứ phủ định luôn, và mình dùng cái trợ động từ là did.
tại vì nó là quá khứ. Thành ra các anh chị thấy đó là ba loại common task. Với cái ba loại common task này chỉ một cái sự việc chắc chắn nó đã hoặc là nó sẽ hoặc là nó đang xảy ra 100% chắc chắn như vậy, mình chỉ lặp lại thôi. Và các anh chị thấy cái điểm khác với cái task question là điểm nào? Nếu ở đằng trước nó phủ định thì ở đằng sau nó cũng phủ định, ở đằng trước nó xác định thì ở đằng sau nó cũng xác định. Nghe lời thời thơ ấu. Mến chào các anh chị mới vào. Rồi. And that's it. Nói lại cái comment task sau cùng hả? Ok, cái comment task sau cùng nghĩa là the meaning depend on the tone of the voice we use. The speaker may be very angry hay là very happy, là khá như vậy. So the form could also express admiration or amusement. Có nghĩa là cái loại câu hỏi thứ ba nói một lần nữa, nhờ nhờ cái câu trả lời, cái comment task này mình biết là cái phản ứng của cái người đó ra làm sao, có thích thú cái chuyện mà mình mention lên không. I borrow your car. Tôi đã mượn chiếc xe của bạn. À, tôi mượn xe đi chợ rồi. Ví dụ như vậy. Oh, you did? Did you? Oh, thật vậy hả? Không sao hết trơn. Ví dụ mình nói nhẹ nhàng. Oh, you did? Did you? Có nghĩa là mình nói nhỏ nhàng, có nghĩa là cái chuyện đó không sao hết trơn. Mình bằng lòng. Còn nếu mà mình lên giọng mà mình mặt mày đỏ chót á, thì mình biết là cái người đó không có bằng lòng rồi. Oh, you did? Did you? Why don't you tell me? Why didn't you tell me? Thấy như vậy. Các anh chị hiểu rồi phải không? Các anh chị hiểu rồi phải không? Cái comment tag thứ ba đó thì thường thường mình lặp lại. Oh, you did? Did you? Khá như vậy. Ok, bây giờ làm bài tập thử nha. Any question before we do the exercises? Có câu hỏi gì không trước khi mình làm bài tập? Answer me, please. Ok, không có. Ok, rồi, bắt đầu nha. Bắt đầu. Cảm ơn. Ok, đây là task question. Câu này nha. You had trouble with the first part of the lesson. Anh gặp khó, bạn gặp khó khăn cái phần đầu của cái bài học phải không? Nghĩa là bạn không hiểu cái phần đầu của cái bài học phải không? Anh chị làm câu này đi. Đây là task question chứ không phải là comment. Không phải là comment task nha. Đây là loại câu hỏi thường thôi. Nghĩa là mình chưa biết. Nó có hai loại task. Cái task question nó có hai loại. Một cái là loại thường, ok? And một cái là common task. Đây là loại thường thôi. Thì các anh chị làm sao? Cái này nghĩa là mình chưa có chắc chắn cái người này nó có trouble trong cái phần đầu của cái bài học hay không.
Đình díu hay là hành díu? Đình díu hay là hành díu? Theo các anh chị nghĩ. Tiểu tinh vệ, tiểu tinh vệ mới vừa vô room học với tiểu mim hôm nay phải không? Phải không? Hôm qua không có học phải không? You were not here yesterday. Were you? Yes, nhớ nha. Trong một câu có ba loại động từ để mình dùng cái tag question. Thứ nhất là động từ to be. Thứ hai là trợ động từ. Thì mình sẽ đảo ngược chủ từ với động từ với nhau. Ok. Còn nếu không phải là động từ to be hay là trợ động từ thì mình phải dùng chữ did, chữ do or chữ does để đặt câu hỏi về task question. Để tìm mình review chút xíu cho các anh chị nào mới vô hôm nay nha. To be and helping verb. Ok. Thì mình sẽ đảo lộn cái chủ từ với cái động từ khi mà mình làm cái đuôi của nó, làm cái đuôi để đặt câu hỏi. Thí dụ I mean she she is a student. Ok. Thì trong câu mình có cái động từ to be phải không? Thành ra cái bước đầu tiên là mình sẽ lặp lại cái câu đó. She is a student with a comma, với cái dấu phẩy. Cái bước thứ hai là mình sẽ đảo lộn cái động từ với cái chủ từ với nhau. Thành ra mình sẽ có cái câu mới là she is student. Is she? Right? Mình sẽ đảo lộn cái chủ từ với cái động từ, đó là cái step thứ hai. Cái step thứ ba là mình sẽ nhìn trên trong cái mệnh đề phía trước á, nếu mà nó là xác định thì cái mệnh đề phía sau nó phải là phủ định. Right? Phủ định có nghĩa là mình thêm chữ not vô. Ok, thành ra mình sẽ có cái bước thứ ba là mình sẽ có cái câu mới là như vậy. She is a student, isn't she? With a question mark. Và khi mà mình thêm chữ not thì lúc nào nó cũng phải ở cái thể mà gọi là gì, contraction, nghĩa là viết tắt á. Okay. Mình không có là is not she mà mình nói là isn't she. Tiểu tiên vậy. Hiểu trường hợp thứ nhất của động từ to be rồi phải không? Bây giờ qua cái helping, nếu trong câu nó là trợ động từ, thí dụ như câu này, she can play tennis. Okay. Thì trong câu cái chữ can đó là trợ động từ. Thì mình làm sao? Bước thứ nhất mình sẽ lặp lại cái câu này. She can play tennis with the question mark, I mean with the comma, với cái dấu phẩy. Bước thứ hai mình sẽ đảo lộn cái động từ với cái trợ, I mean cái chủ từ với cái trợ động từ với nhau. Thành ra mình sẽ có câu mới là she can, can play. Này đánh sao không biết. Tennis. Can she? Đấy, mình đảo lộn trợ động từ với cái chủ từ. Rồi bước thứ ba thì mình coi nếu phía trước là xác định thì phía sau là phủ định. Nếu phía trước là phủ định thì phía sau phải là xác định. Và phía trước ở trong câu này nó là xác định, thành ra mình phải đổi thành phủ định ở phía sau. Thì mình sẽ có câu mới là she can play tennis. Can she? Mình không có nói là cannot she mà mình sẽ viết tắt đó là can she with the question mark.
Ok, đó là áp dụng cho hai cái động từ to be and trợ động từ. Còn nếu trong câu không phải là động từ to be mà cũng không phải là trợ động từ thì mình cách đặt cái task question cái đuôi đó mình phải dùng chữ do hay là chữ did hay là chữ does. Ok. Thí dụ she play sorry. Play tennis. Ví dụ câu này thì trong câu nó không phải là trợ động từ, phải không? Động từ play này không phải là trợ động từ và động từ play này cũng không phải là động từ to be, right? Thành ra mình sẽ dùng chữ do, chữ does hay là chữ did để đặt cái task question, nghĩa là đặt cái câu hỏi đuôi. Thì cái bước đầu tiên á, mình sẽ lặp lại cái câu này. She play, sorry, chữ play thiếu s nha. She play. Không ai recognize ra hả? No one noticed that, right? She play tennis. Cái bước đầu tiên mình sẽ lặp lại câu này với cái comma. Cái bước thứ hai, mình sẽ đảo lộn cái chủ từ và cái động từ. Nhưng mà ở đây đó không phải là động từ to be mà cũng không phải là động từ là trợ động từ. Thành ra khi mà mình phải dùng chữ do, chữ does hoặc chữ did. Trường hợp này mình phải dùng chữ does tại vì chữ she. Okay. Và mình đảo lộn với cái chủ từ của nó. Thành ra mình sẽ nói là does she. Okay. Thành ra mình sẽ có cái câu mới là mến chào các anh chị mới vào. Mình sẽ có cái câu mới là she play tennis. Right? Does she? Right. Cái động từ chánh mình thấy bằng chữ does. Tại vì nó không phải là động từ to be, cũng không phải là trợ động từ. Right. Rồi cái step thứ ba, mình sẽ coi phía trước phủ định thì phía sau xác định. Phía trước xác định thì phía sau phủ định. Trường hợp này phía trước xác định thì phía sau phải phủ định. Phủ định nghĩa là mình thêm chữ not vô. Right. Thành ra mình có cái step thứ ba câu mới là she plays tennis. Doesn't, I mean, doesn't she with the question mark. Tiểu tin vậy hiểu rồi phải không? Hiểu rồi phải không? Yes, nghĩa là có ba cách để đổi. Cách thứ nhất là động từ to be. Đảo ngược chủ từ với động từ trong cái task question. Cái thứ hai là động trợ động từ thì đảo ngược cái trợ động từ với cái chủ từ ở trong cái task question. Cái thứ ba là động từ thường thôi, không phải động từ to be cũng không phải là trợ động từ thì mình sẽ dùng chữ do, chữ does và chữ did ở trong cái task question. Okay. Và cái chánh nữa là ở phía trước là xác định thì phía sau phải là phủ định. Phía trước là phủ định thì phía sau phải là xác định. Thí dụ câu này she doesn't play tennis. Ví dụ câu này phía trước là phủ định. Bây giờ mình đổi làm sao? Mình sẽ lặp lại câu này. Lúc nào các anh chị cũng phải lặp lại khi mà các anh chị make that question, okay? She doesn't play tennis. With the comma. Cái step thứ hai là mình sẽ đảo lộn cái trợ động từ với cái chủ từ. Tại chữ does ở đây là trợ động từ. Khi mình sẽ đảo lộn cái trợ động từ với cái chủ từ thì cái step thứ hai mình sẽ có câu mới là she does, I mean doesn't play tennis. Right? Giờ đảo lộn cái chủ từ với cái trợ động từ nè. Does she, right? Rồi cái step thứ ba là mình sẽ coi trong câu nếu phía trước là phủ định thì phía sau phải là xác định. Thì trường hợp này rõ ràng phía trước là phủ định, thành ra phía sau là xác định. Xác định nghĩa là không có chữ not, right?
Thành ra mình sẽ có cái câu mới là with a question mark. She doesn't play tennis, does she? Gì mà yes she is trong đó? Seem cute, mới vừa vô room phải không? Nói yes đi, nói phải đi. Say yes đi, phải không? Yeah, ai mới vô room tưởng đi biết liền á, tại nói trực lắm. Cái gì mà yes she is? Nếu mà yes thì phải là yes she does, okay? Đó là short answer. Short answer khi nào người ta hỏi chữ gì thì mình trả phải trả lời bằng chữ đó. Does she play tennis? Yes, she does. Does she play tennis? No, she doesn't. Okay. It's okay. Okay, rồi các anh chị biết luật rồi phải không? Tiểu tin vệ hiểu rồi phải không? Nhà mình cứ làm theo thứ, nếu là các anh chị chưa có nắm vững cách đổi, cách tạo câu hỏi với cái thought question thì các anh chị làm ba cái step đó. Okay. Thứ nhất là lặp lại cái câu đó. Thứ hai là đảo ngược cái chủ từ với cái động từ. Động từ có thể là động từ to be, động từ cũng có thể là động từ trở động từ. Nếu không phải động từ to be hay trở động từ thì mình phải dùng chữ do hay chữ does, chữ this để đảo ngược với cái chủ từ. Right? Và cái step thứ ba là nếu phía trước xác định, phía sau phủ định, nếu phía trước phủ định, phía sau xác định. Okay. Rồi bây giờ trở lại bài tập. Còn ai hỏi nữa không? Does anyone have any question to me? Is I see. I'm not supposed to bring this up. Let me delete it. Yes. Okay, rồi tiếp tục bài tập. James wasn't driving the car. Mình đang áp dụng về cái task question nha, chứ chưa có qua cái comment task nha. Làm đi xem cute. Chem nó đã không có đang lái xe. Very good, was he? Phải không? Was he? Trước nhất là mình lặp lại câu cái câu đó. Chem wasn't driving the car. Phép thứ hai là mình đảo lộn cái trợ động từ với cái chủ từ. Và trong cái task statement á, thì á, cái chủ từ lúc nào nó cũng phải là pronoun. Đây là một điểm nữa. Lúc nào cũng nó cũng phải là đại danh từ, chứ nó không phải là danh từ nữa. Mình không có nói là was Jim nữa, mà mình sẽ đổi nó thành chữ he. Okay. Was he? And nhớ như cái task question nó cũng giống như yes no question, có nghĩa là mình lên giọng cuối câu. Okay, James wasn't driving the car, was he? Chứ không phải was him nha. Nó phải là subjective pronoun. Lê Năng hỏi gì đó, Lê Năng hỏi, Lê Năng hỏi gì đó. Nó phải là chủ từ đại danh từ, chứ không phải là túc từ đại danh từ. It's supposed to be subjective pronoun. Lê hỏi, Lê Năng hỏi. Ok, Lê Năng hỏi, hiểu không? Hiểu chữ he đó, nó là subjective pronoun. Còn chữ him á, nó là objective pronoun. Okay, mình phải dùng cái subjective pronoun. Okay. I, you, he, she. Tại sao đánh không ra được? Okay, okay. Lê Năng hỏi. Nhớ nha, phải nhớ tới già luôn á. Was he? That's right. Okay, câu này nữa nha. Câu tiếp tục. Hôm nay mình làm bài tập xong mình nghỉ.
Maybe mình dismiss early today, okay? Tom's friend finished all the work for him. Bạn của Tom đó thì nó làm xong hết hết công việc cho Tom. Isn't you misspell right there, K Nguyễn Hiếu? Tại sao đây là don't date? Tại sao đây là didn't date? Ở trong câu nó có động từ to be phải không các anh chị? I mean, I'm sorry, that's right, I'm sorry. Oh, give me one, cái apostrophe and S đó là possessive case, nó là sở hữu cách, I'm sorry. Động từ chính là finish. Tại vì khi Hiếu làm cho Thiếu My bị mess up me. Động từ chính đó là finished, right? Phải không các anh chị? Phải không? Yeah, động từ chính đó là finished. And nó ở cái dạng past tense. Phải không? Nhung candy. Nó là past tense. Và động từ chính nó không phải là động từ to be, mà cũng không phải là trợ động từ. Thành ra mình phải dùng một trong ba chữ do it hay là does. Và nó là quá khứ, thành ra mình phải dùng chữ did. Phải không? Thành ra cái câu của tiểu tinh vệ, và tiểu tinh vệ hiểu rồi đó. Câu của tiểu tinh vệ đúng. Okay. Trước nhất là mình lặp lại cái câu đó. Thứ hai là mình đảo ngược cái chủ từ với cái trợ động từ. Right. Ở đây chủ từ với cái động từ. Và đây mình phải dùng chữ did, là did he, right? Rồi phía trước là xác định thì phía sau mình phải thêm chữ not. Okay. Did he? Tom friend finished all I'm sorry, all of the work for him. Did he? Ở đây tại sao dùng chữ for mà không dùng chữ to các anh chị? Thỉnh thoảng Tiểu My cứ review lại cho các anh chị để các anh chị nhớ luôn. Tại sao đây dùng chữ for mà không dùng chữ to? Có khi mình dùng chữ to nữa nha, chứ không phải lúc nào mình dùng chữ cũng dùng chữ for hết trơn. I give the book chưa chắc. Ở đây dùng chữ to hay chữ for? Lê Năng Hải. Ở đây dùng chữ to hay chữ for? Nhung Candy. I give the book to him hay là for him? Dịch theo tiếng Việt. Tôi đưa quyển sách đó cho cậu ta. Yeah, ở đây mình dùng chữ to, okay? Chứ không phải là chữ for. Biết tại sao không? Nhung Candy and who else? Các anh chị biết tại sao đây dùng chữ to không? Mà không phải là chữ for. Không hả? Thì Nhung trả lời chật là Tiểu My biết, Nhung không biết rồi. Lê Năng Hải. Không phải tặng sách cho ai. Thế không phải. Chữ to đó là khi nào cái hành động ở trong cái câu mà có cái người đứng trước mặt nhận cái hành động đó trực tiếp thì là chữ to. Còn không cần cái người đứng trước mặt để nhận cái hành động đó thì dùng chữ for. So give ở đây khi mình đưa cho ai. Give ở đây nghĩa là handing something to give to someone. Give to someone có nghĩa là mình cầm cái gì đó mình đưa cho cái người đó. Thì có cần cái người đó đứng đứng trước mặt mình để mình đưa không các anh chị? Cần không? Cái này mình nói chuyện thực tế, mình không có chơi online hay qua phone gì hết trơn. Okay.
I understand đừng có nói I am. Nếu mà nói I am thì phải là I am understanding. Mà cái understand đây không được dùng cái thì continuous. Thành ra đây mình phải nói I understand. Hay là I do understand cũng được. Ok. Rồi Lê Nẵng Hải em gì Nhung quên rồi, Nhung Candy. Nắm vững cái này rồi phải không? Hiểu rồi phải không? Khi nào dùng to, khi nào dùng for, hiểu rồi phải không? Bây giờ tí mình cho một cái thí dụ khác nha. Cái này học rồi. Thỉnh thoảng tí mình cứ lặp đi lặp lại những cái cũ cho các anh chị để các anh chị cứ nhớ hoài biết không? Ví dụ câu này nha. I hand the book to hay là for her. Đang nói về những vấn đề to hay là for? I hand the book to hay là for her? Hand có nghĩa là mình cầm cái gì trên tay, mình đưa cho người đó. Yeah, khi mà mình cầm cái gì mà mình đưa cho ai thì bắt buộc cái người đó phải đứng trước mặt mình mới đưa được phải không? Nếu không có ai, không lẽ mình đưa vô cái vách tường, phải không? Rồi. Rồi các anh chị coi câu này nha. I buy a book to hay là for her. Tôi mua quyển sách cho cô ta. Yes. Tại sao là for? Là tại vì không cần cô ta đứng trước mặt để mình đưa quyển sách đó phải không các anh chị? Không cần, mình chỉ mua thôi, rồi mình đem gì mình để ở nhà. Ok. Rồi đợi cho ngày mai mình mới đi kiếm cô ta, mình give it to her. Phải không? I buy the book to for her and I give to her for I mean I give to her, I give it to her tomorrow. Không phải mua cho mà cứ tưởng tượng mình mua rồi không cần cô ta đứng trước mặt để mình đưa liền, không cần. Phải không? I sell my car to for her. I miss that. I sell my car to hay là for her. Mình chỉ nghĩ to hay là for? Cái này mình nói chuyện thực tế nha. Cái chữ to với chữ for này áp dụng thực tế nha các anh chị. Không biết chơi online, không có qua phone, không có gì hết trơn á. Ở đây là to. Khi mà các anh chị bán một cái món đồ gì đó, có cần cái người đó đứng trước mặt để mình bán không? Bán đi là cái món đồ nó phải đi mất tiêu. Khi nếu mà nói món đồ đó không đi mất tiêu thì không không có bán nữa, phải không? Right. Thành ra khi mà các anh chị bán một món đồ gì, bắt buộc cái người đó phải có đứng trước mặt để mình đưa cái món đồ tới cho họ để mình lấy tiền. Cái chữ to, chữ for này là áp dụng thực tế ở ngoài đời, chứ không có nói là qua phone. Qua phone, bán cho tôi chiếc xe đi, nhờ người ta đem lại chiếc xe cho tôi rồi tôi trả tiền sau. No, mình không chơi cái điệu đó. Ok, mình phải deal trực tiếp. Ok, các anh chị phải nhớ chữ to, chữ for này phải là thực tế nha, mình dùng nó mới đúng. So today I sell my car to her. Right. Không có chơi qua phone hay là ấy gì cũng vậy, mình cũng phải coi nó như là mình buôn bán ở ngoài luôn, thành ra cũng là chữ to luôn. Sell là bán. I don't know chứ không phải I don't know. Ok, I don't know chứ không phải I don't know. I don't know the word sell. I don't know the word sell. Ok, cuối cùng nha. I make the cake
Này chưa hay for cái anh chị. I make a cake to her hay là for her? Ok, các anh chị làm một cái bánh. Có cần cô ta đứng trước mặt để các anh chị đưa cái bánh ra liền không? Có cần không? Hả? Cần không? Không cần. Mình chỉ làm thôi. Ok, mình chỉ làm thôi. Rồi later on mình gọi cô ta lại chứ không cần. Nhiều khi mình làm đó mà cô ta cũng không có giờ lại lấy thì cô ta cũng không có cô ta cũng không thích nữa, phải không các anh chị? Nên mình chỉ làm thôi. Right, mình nghĩa là ngay cái thời điểm đó, ngay cái thời điểm mà mình làm cái hành động đó, có cần cái người đó đứng trước mặt để nhận cái hành động đó ngay lập tức hay không? Chúng mình phải xác định lại cái chuyện này. Ok. Rồi, ngay cái thời điểm mà mình làm cái hành động đó. Thí dụ như là nói I build the house to her. Hay là for her. Khanh cũng còn confused. Build là mình cất một cái nhà, phải không? Có cần cái người đó đứng trước mặt đặng mình thảy cái nhà đó lại cho vô mặt cái người đó không? Hả? Đâu cần, phải không? Right? Đâu cần người đó đứng trước mặt để mình thảy cái hành động build. Rồi, vậy là các anh chị hiểu rồi, phải không? Nhớ nha. Tiếng Việt của mình lúc nào mình cũng dùng for hết trơn, nó không phải for. Ok? I give the book for her là sai, dịch theo tiếng Việt tôi đưa quyển sách đó cho cô ta, đâu phải đưa quyển sách cho cô ta được, tôi đưa quyển sách đó tới tay cô ta, Mỹ nó hiểu nhầm như vậy đó. Ok, ok rồi, bây giờ trở lại bài học. So ở đây không có nói I was remember. Các anh chị còn còn confuse về cái grammar nhiều lắm á. Tom's friend. So ở đây viết sai mà còn không biết tại sao mình viết sai nữa hả? Hả? Bây giờ Siêm muốn nói gì nè? Nói là tôi nhớ rồi phải không? Phải không? Tôi nhớ rồi phải không? Muốn nói vậy phải không? Phải không? À, Siêm cute. Tôi nhớ rồi, nói như vậy nè. Ok, tôi nhớ rồi, nói gì nè. I do remember. I do remember. Tại mình nói hiện tại mà. Tiếng mi mới vừa nói thì Sim nó ồ tôi nhớ rồi. I do remember. Ok, nhấn mạnh để cho tiếng mi biết ồ mình nhớ rồi. I do remember hay là I remember now cũng được. I remember now cũng được. Thường thường mình muốn nói cho một người nào đó mình đã hiểu cái sự việc đó rồi hay là mình đã nhớ cái sự việc đó rồi để cho họ đừng có nói nữa, nó hoài chán thì thôi, thì mình dùng chữ do. Ok, xác định nhấn mạnh I do remember hay là I remember now. Rồi trở lại cái bài học bài tập. So ở đây mình dùng chữ for phải không các anh chị? Phải không? Mình không có dùng chữ to. Là tại gì? Tại sao? Là tại vì cái động từ finish. Mình đâu có cần mà mình xong cái công việc đó rồi mình thảy vô cái mặt của họ hay là mình đưa cho họ. Không có cần. Cái này là một cái tính cách trừu tượng thôi chứ nó không có active được. Right? Thành ra mình dùng chữ for. Okay.
Dạ không cần, anh ta ở đó mình chỉ làm như là một cái free cho ông ta, cho anh ta mà thôi. Sau đây sẽ là điện hí, phải không? Điện hí. Ok, next one. Cái này nha. You didn't see him, did you? You didn't see him, did you? Thì có hai cái blank đó, các anh chị phải điền vô. Cái này nó hơi tiếng Mỹ, sorry. Này tiếng Mỹ Oh no no. I think cái này lộn rồi. Các anh chị đợi thêm một tí xíu. No, I give you the answer. Okay, forget that one then. Các anh chị làm câu này nha. Forget that one, bỏ câu đó đi. Anne can't swim. Can she hay là can he? Can she, phải không? Can she? Yeah. Cô em không biết bơi phải không? Can she? Right. Step thứ nhất là mình lặp lại cái câu and can't swim. Step thứ hai là mình đảo lộn cái chỗ động từ với cái chủ từ can she. Và cái step thứ ba là ở phía trước phủ định nên phía sau xác định không cần chữ not. Đấy, đó là ba step các anh chị nhớ. Ok, next one. Làm câu này nha. And là the girl name. And là tên của, thường thường em là tên của con gái. Okay. The boys rather go by air. Go by air là đi bằng máy bay, fly đó. Làm câu này các anh chị. Là mình lặp lại y chang cái câu đó, phải không? Với cái comma. Right. Thứ hai là mình sẽ đảo ngược cái chủ từ với cái trợ động từ. Cái apostrophe and chữ D đó stand for chữ good. Okay. Good. Right. Rồi mình đảo lộn cái chủ từ với cái động từ. And then mình sẽ có là good day. Good day. Phải không? Good day. Right. Rồi step thứ ba là mình để cái negative vô, tại phía trước nó là xác định, thành ra phía sau nó phải là phủ định. Thành ra câu đúng sẽ là gần đây. Okay, gần đây. With question mark. Rather là những cậu trai đó nên đi bằng, tốt hơn là nên đi bằng máy bay. Would rather có nghĩa là cái sự chọn lựa, cái cách đó nó hơn. Những cậu trai đó nên đi bằng máy bay. Cái would rather nghĩa là tốt hơn đó, tốt hơn nên đi bằng máy bay. Ok, next one. Everyone had recognized him. Mỗi người đều nhận ra cậu ta.
đều đã nhận ra cậu ta, phải không? Nó chữ phải không nữa, đúng không? Phải như vậy không? Ok, tiểu tinh vệ. Ở trong câu, cái chữ hat là trợ động từ angry tiger. Ok, các anh chị phải phải nhận ra khi nào nó là trợ động từ, khi nào nó là động từ to be, hoặc khi nào nó là động từ thường. Chỉ khi nào nó là không phải là trợ động từ hay động từ to be, mình mới dùng chữ do, chữ did hay chữ does để đặt cái câu hỏi đuôi. Yes, nhớ, các anh chị phải coi kỹ nha. Ok, tiểu tinh vệ nè, angry tiger nè, and nhung candy nè, right? Thành ra cái hạt ở đây nó là trợ động từ, và trong câu có trợ động từ thì mình phải đổi chủ từ với trợ động từ với nhau, phải không? Thành ra câu này nó sẽ thành là phép thứ nhất mình lặp lại nè. Ok, chúng mình làm một lần nữa cho các anh chị với cái dấu hỏi, phải không? Step thứ hai là mình đảo lộn cái trợ động từ với cái chủ từ, right? Thành ra mình có là had he. I mean, cái everyone ở đây thì cái chủ từ của cái task question nó là sẽ là chữ they. Chị nhớ nha, everyone, no one, hay là nobody, everybody, đại khái như vậy thì mình phải thấy nó bằng chữ they khi nó là chủ từ, right? Đó là step thứ hai. Step thứ ba là ở phía trước xác định thì ở phía sau phải là phủ định. Đấy. Là step thứ ba mình sẽ có là hàn day. Đúng không các anh chị? Hàn day. With question mark. Miễn cho Tammy và các anh chị mới vào. Các anh chị nhớ sử dụng ba step đó là các anh chị làm đúng. Ba step gì lặp lại hả? What happened with your motorbike? Yes, đúng. Bây giờ Tiểu My lặp lại ba step nè. Thí dụ các anh chị có một câu như vậy để giúp cho cái anh chị nào đang PM á. Thí dụ các anh chị có một câu như vậy. Thì cái bước đầu tiên là mình sẽ lặp lại cái câu đó. Cách đặt câu với cái task question đó các anh chị. Bước đầu tiên mình sẽ lặp lại câu đó với cái dấu phẩy. Bước thứ hai mình sẽ đảo lộn cái chủ từ với cái động từ. Nếu mà động từ trong câu là động từ to be hay là trợ động từ, mình sẽ đảo lộn cái trợ động từ. Trong câu này nó là trợ động từ, không có cái trợ động từ là had. Mình sẽ đảo lộn nó với cái chủ từ. Chủ từ trong câu là everyone. Khi mà mình thấy chữ everyone, everybody, nobody, no one, đại khái như vậy, chỉ về người ta đó, mình gọi nó là indefinite pronoun, nghĩa là đại danh từ không có xác định. Nghĩa là mình nói tổng quát thôi. Everyone là ai? Mình đâu biết đâu, phải không? Thành ra nếu mà ở trong câu nó có cái đại danh từ mà không xác định, mình gọi là indefinite pronoun đó, thì mình sẽ thế cái chủ từ nó bằng chữ they ở trong cái câu câu hỏi task question, và mình đảo lộn nó với cái trợ động từ. Thành ra cái bước thứ hai mình sẽ có là Tiểu My đang chỉ các anh chị, đang chia sẻ các anh chị rất là chậm rãi, các anh chị phải lắng tai nghe please, rồi các anh chị sẽ hiểu. Ok, I have flat tire. Nói giản dị như vậy á, không có được dịch từ tiếng Việt ra tiếng Mỹ. Chiếc xe của bạn có cái bánh xẹp. I have flat tire. Hay là I got a flat tire.
Thôi, nghĩa là chiếc xe của tôi sạch bánh. Okay, nói ngắn gọn như vậy. Không được dịch từ tiếng Mỹ ra tiếng Việt ra tiếng Mỹ. Yamaha, để tiếng Mỹ chỉ lại nè. Ví dụ mình có một cái câu như gì, mình muốn đổi nó thành cái câu hỏi đuôi gọi là thắc question, thì mình có ba bước để mình đi, ba 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 step để mình đi. Step thứ nhất á là nó đừng có nói như vậy. Ok các anh chị, đừng có đợi đợi tiếng này chỉ cho Yamaha xong đó. I hate that. Cái bước thứ nhất là mình lặp lại cái câu đó với cái dấu phẩy. Cái bước thứ hai là mình đảo lộn cái trợ động từ ở trong câu, chữ H là trợ động từ với cái chủ từ. Thành ra mình cái bước thứ hai mình sẽ có là hạt day. Okay, mình thấy cái chữ everyone á thì mình thế vô bằng chữ day. Okay, mình đảo lộn cái trợ động từ với cái chủ từ là cái bước thứ hai. Cái bước thứ ba đó mình sẽ thấy ở phía trước nó là xác định là không có chữ not, thì ở phía sau nó phải có chữ not. Nghĩa là phía trước xác định thì phía sau phải phủ định. Thành ra cái bước thứ ba là mình để chữ not vô. Và khi mà mình để chữ not vô thì mình phải viết tắt. Okay. Và thường thường để chữ not sau cái trợ động từ phải không các anh chị? Sau đây mình sẽ có là hạ định they and with the question mark. Đó là ba step. Yama hiểu không? Yama biết cách làm chưa? I keep repeating, repeating over and over and over and over for 6 hours, almost 6 hours. Rồi bây giờ Yamaha áp dụng cái cách ba cái step này cho cái câu này nha. Kiếm câu nào dễ dễ cho Yamaha đi. Married come if you ask her. That's right, Khanh đúng rồi đó. Thường thường cái đồ vật nó cũng có thể nói nha, có vài trường hợp nói nhưng mà tốt hơn mình dùng luật thì lúc nào nó cũng đúng. Thường thường cái đồ vật không có làm sở hữu của cái gì được hết trơn. Cái giường nó đâu có cái tay đâu mà nó có, phải không? Người ta mới làm sở hữu được chứ còn cái đồ vật không làm sở hữu được. Right. Ok, làm câu này đi các anh chị. Married come if you ask her. Cái apostrophe and chữ D stand for what? Ở ngay chỗ đó nó sẽ là chữ gì các anh chị? Chữ good. Ok, chứ không phải là chữ had. Tại sao như vậy? Yeah, tại vì đây là cái câu điều kiện. Ok, điều kiện nên đây sẽ là chữ good. Ok, nếu mà bạn khi mà mình dùng chữ had, Mary had come Mary had come when he
Right. When he stopped by đi. Các anh chị thấy hai câu nó khác. Ở đây mình phải dùng chữ had chứ không phải mình dùng chữ người. Tại đây cái câu này không phải là điều kiện. Câu này nghĩa là gì các anh chị? Cô Mary cổ đã tới khi mà bạn 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 à, khi mà bạn à, bạn à, ghé, nghĩa là cô Mary đã tới trước rồi. Khi mà bạn ghé nhà tôi thì cô Mary đã tới rồi. Dạ, yeah. Đó cái câu này có nghĩa là như vậy đó. Thành ra ở đây mình không có dùng chữ good ở đây mà mình dùng chữ chữ had ở đây. Thành ra câu này mình có thể mình viết như vậy. Thế okay. He stopped by. Thành ra khi mà các anh chị dùng cái past perfect đó, cái này gọi là past perfect nha các anh chị, diễn tả một hành động đó xảy ra trước một cái hành động khác, cả hai đều ở trong tương lai. Right. Còn cái này, còn cái à, còn cái câu mà bài tập, cái câu bài tập này không phải là, không phải là gì, không phải là past perfect mà nó là gì các anh chị? Nó là gì? Dạ, yeah, nó là câu điều kiện nhưng mà cái thì nó là thì gì? Cái thì nó là thì gì? Dạ, yeah, nó là quá khứ đơn mà thôi. Ok, nó là simple past. Nó là simple past. Còn cái had come nó là past perfect. Anh chị thấy thấy hai cái trường hợp mình dùng cái thì nó khác không? Cái simple past nó đi với cái simple past, phải không? Cái câu Mary, Mary would come if you asked her, right? Nghe tiếng mình nói nè. Bây giờ đừng có đặt câu hỏi thắc question. Cái câu này có nghĩa là simple past, nó đi với cái simple past, phải không? Trong câu điều kiện. Các anh chị đồng ý không nào? Right. Câu này là simple past, đi với cái simple past trong câu điều kiện. Right. Còn cái câu mà, còn cái câu này nó không phải là simple past mà nó là past perfect. Nó đi với một cái câu past tense, simple past, để chỉ một cái hành động xảy ra trước một cái hành động khác cũng xảy ra ở quá khứ. Okay. Các anh chị hiểu rồi phải không? Thành ra ở đây mà mình dùng cái thì mà mình nói cái đập, I mean cái apostrophe and chữ đi ở đây nó là chữ h là sai. Tại vì cái chữ, nếu mà dùng chữ h là nó là, ví dụ mình nói Mary had come, I mean yeah, if you ask her, dùng cái câu điều kiện như vậy là sai, bắt buộc phải dùng chữ good. Okay. Ý tụi mình phân biệt cho các anh chị tại sao ngay chỗ đó là chữ good chứ không phải là chữ had. Okay. Tại vì nó là câu điều kiện, thành ra past nó sẽ đi chung với past, chứ past perfect không bao giờ đi chung với past hết trơn nếu mà có chữ if. Okay. Nó hơi rắc rối, nếu mà các anh chị chưa nắm vững dòng phạm thì nó hơi rắc rối. Nhưng mà tiếng Minh nghĩ có một vài anh chị trong room hiểu tiếng Minh nói phải không? Mấy anh chị khác không hiểu tại các anh chị còn
còn bị tẩu hỏa cái vấn đề grammar chút xíu, thì mi tha cho các anh chị á. Ok, còn thì mi hy vọng các anh chị khác đã học rồi hiểu phải không? Right, yes I do understand, nói như vậy á. Sorry. Ok rồi, tiếp tục. Chia sẻ grammar với các anh chị rất là nhức đầu á, nhưng mà đối với Tiểu My không sao hết trơn, Tiểu My quen rồi. Cái này mà các anh chị mà không thấu rõ đó nha, là không thể nào mà cắt nghĩa cho các anh chị được. Ok, Tiểu My là chặn rồi, chặn về cái này rồi một sừng về cái này rồi. Ok rồi, làm câu này nha, làm câu này nha, làm câu này nha. Term ở đây good hay là hard nha. Term written before you phone. Nó lớn hả? Ở đây là hard hay là good các anh chị? Ở đây là hard hay là good? Very good. Ở đây là hard. Ok. Tại làm sao? Hả? Tại làm sao? Anh chị phải biết trả lời. Tại sao đây không phải là good mà là hard? Tại cái động từ chính là right. Nếu mà là good thì nó phải đi with right. Phải không các anh chị? Đó là cái điểm thứ nhất. Nó là chữ hard. Right? Mà nó đi với cái past participle thì nó phải là chữ had, right? Cái động từ to have phải đi theo với cái past participle là ở cột thứ ba. Write, wrote, written. Đấy không các anh chị? Đồng ý không nha? Động từ to have bắt buộc nó phải đi với cái past participle. Có nghĩa là nó phải đi với cái cột thứ ba của động từ bất quy tắc. Hoặc là cái động từ phải có chữ ed. I had play, right? Before I ate dinner, hay là I had dinner cũng được. What I ate, ate đi. Để I had là các anh chị là còn lẫn lộn nữa. Ok, các anh chị thấy không? Cái động từ to have á, không cần biết hiện tại quá khứ gì, nó phải đi với cái past participle. Past participle là gì? Là động từ. Nếu mà động từ thường thì nó phải có ed. Còn nếu động từ bất quy tắc thì nó phải ở cột thứ ba. Cái động từ phải ở cột thứ ba là động từ to write nè. Ok. Write, wrote and written. Anh chị thấy không? Thành ra cái apostrophe and chữ D ở đây nó stand for chữ had, là động từ to have. Thành ra nó mới đi ở cái cột thứ ba là written. Term had written before you phoned. Đó là điểm thứ nhất. Mình chứng minh nó là chữ had. Cái điểm thứ hai, đây là cái thể mình gọi là past perfect. Nó diễn tả một cái hành động xảy ra trước một cái hành động khác ở quá khứ. Thành ra các anh chị thấy cái hành động mà Tom nó viết cái gì đó, Tom nó viết trước khi mà cái người nào đó gọi cho nó. Thế chị hiểu rồi phải không? Thành ra có hai cái điều kiện đó mình chứng minh cái chỗ đó là chữ hai chứ không phải là chữ good. Còn nếu mà cái chỗ đó là chữ good thì cái động từ phải trở về nguyên mẫu,
Tom good right, chứ không phải là Tom good green. Thấy không các anh chị? Tại nếu mà chữ good ở đây đó thì nó phải là trợ động từ. Và trợ động từ thì nó phải đi theo một cái động từ ở thì infinitive, nghĩa là nguyên mẫu. I good. Nếu ở đây nó là chữ good thì cái động từ phải trở về nguyên mẫu là good right. Ok. Là các anh chị phải phân biệt được cái apostrophe chữ d đó, nghĩa là dấu phẩy với chữ d, nhiều khi nó là good and nhiều khi nó là hard. Ok, mà khi nào nó là good and khi nào là nó là hard. Rồi bây giờ trở lại bài tập, các anh chị làm câu này nha. Sau đây mình sẽ đọc là Tom had written before you phone. Giờ đổi câu này thành câu câu hỏi đuôi đi. Tag question đó. Tom nó viết bài trước khi mà bạn gọi phải không? Chị làm câu này đi. Yeah, mình phải biết cái apostrophe and chữ D nó là chữ hard hay là chữ good để mình đặt câu hỏi. Yeah, ở đây nó sẽ là chữ hard và nó là trợ động từ phải không? Nên mình chỉ đảo lộn trợ động từ với cái chủ từ. Và Tom thì phải là pronoun. Khi đặt câu hỏi thì nó phải trở là thành pronoun là chữ he. So had he. Và phía trước nó là positive, thì phía sau nó sẽ là negative. Và nên mình phải có chữ not, right? Là trong câu này sẽ là hadn't he. Okay, hadn't he. You missed the end. Okay, next one. Next one, yeah. You haven't ridden a horse for a long time. Bạn đã, ở đây mình sẽ dịch là đã và không cưỡi ngựa lâu rồi phải không? Đó, đặt câu hỏi đi. Bạn không có cưỡi ngựa lâu rồi phải không? Yeah, have you, right? Have you? You haven't ridden a horse for a long time. Have you? Tép thứ nhất là lặp lại. Tép thứ hai đảo lộn chủ từ với cái trợ động từ là have you. Tép thứ ba là nó phải là xác định, tại phía trước nó là phủ định. Nhớ ba step đó là các anh chị sẽ làm được. France knows that work. France nó biết cái công việc đó phải không? Yes, động từ chính ở trong câu không phải là trợ động từ mà cũng không phải là động từ to be. Và nếu mà nó không phải là một trong hai cái đó thì mình phải dùng chữ do, chữ this hay là chữ does để đặt câu hỏi với cái task question và đảo lộn cái chủ từ. Chủ từ ở đây là from sẽ thành chữ he. Okay. Và mình sẽ dùng chữ does, tại vì ngôi thứ ba he, she, it thì mình phải dùng chữ does để đặt câu hỏi. Cái này mình học rồi ở trong cái bài yes no question. Đấy, right. Ở đây mình sẽ có là does, doesn't he. Ok, bây giờ Nguyễn Tươi nha. Coi câu này nha. I had finished. No, không nói. Nói các anh chị sẽ biết.
Okay, answer me. Who asking me? Nguyễn Tươi. Ở đây là chữ good hay là chữ hard? I good. Hay đấy. Nguyễn Tươi, trả lời tiếng đi đi. Nguyễn Tươi. Nguyễn Tươi. Nguyễn Tươi, answer me. That's your question. Tại sao đây là chữ good, các anh chị? Tại sao đây là chữ good? Tại sao? Yes, tại vì cái động từ nó ở ở cái thể là infinitive. Ở cái thể là infinitive. Thành ra ở đây nó là simple past. Okay. Nó là simple past. Không cần biết cái trợ động từ nó là quá khứ hay là hiện tại. Khi mà các anh chị để nó là cái trợ động từ thì bắt buộc cái mà nó là simple past hay là simple present hay simple future gì đó thì bắt buộc động từ phải trở về nguyên mẫu. I can play. Động từ to play trở về nguyên mẫu. I could play. Động từ to play phải trở về nguyên mẫu. I will play. Động từ to play phải trở về nguyên mẫu. Right? Nếu mà nó là simple present, simple past hoặc là simple future thì nó phải trở về nguyên mẫu. Đồng ý không nào? Nguyễn Tư hiểu rồi phải không? Thành ra ở đây á, nó sẽ là chữ could chứ không thể nào là chữ chữ had được hết trơn. Okay. Right. Ở đây có thể là chữ could hay là ở đây có thể là chữ would chứ không thể nào là chữ had được hết trơn. Nhưng mà nếu mà mình dùng chữ had ở đây thì nó không còn nó qua cái thì mình gọi là gì? Perfect rồi. Okay, I had played tennis. Tại sao đây không phải là chữ good? Là tại vì cái động từ to play nó không phải ở nguyên mẫu nữa mà nó ở cái thì gọi là past participle. Thành ra đây đã bắt buộc nó sẽ là chữ had. Nguyễn Tươi hiểu rồi phải không? Mình nhìn cái động từ chánh mà mình biết nó là chữ could hay là chữ had. Ok. Rồi Nguyễn Tươi nắm vững rồi phải không? Đấy. Can I repeat it one more time? Bây giờ như vậy. Cho câu khác nha. He come to see me yesterday. Ok, bây giờ hỏi xem nè. Em xin hỏi jury nè. Jury Nguyễn nè. Ở đây là chữ hát hay là chữ good? Hả? Ở đây là chữ hát hay là chữ good? Ở đây á, có thể là chữ could mà cũng có thể là chữ would. Ok. Còn nếu mà các anh chị mà dùng cái chữ had ở đây nó có thể là chữ would, chữ could hay là chữ had cũng được. Nhưng mà nếu mà các anh chị dùng chữ had mình để mình diễn tả cái thì past perfect thì các anh chị nên để thòng vô một câu khác nữa. Thêm một câu khác nữa thì nó rõ ràng hơn. Ok. Cái câu này cũng có thể nói là simple past. Đồng ý không nào?
Các anh chị đồng ý không? Câu này cũng có thể là simple past, thấy không? Mà nó cũng có thể là past perfect, thấy không? Simple past trong trường hợp nào? Bây giờ nói I would đi, I mean he would đi, he would come to see me yesterday, right? Câu này cũng có thể là simple past, mình có thể mình nói ô hôm qua ông ta đã sẽ tới thăm tôi hôm qua rồi. Cái câu này á, các anh chị thấy nếu mà mình không có một add more detail thì làm cho người ta confused. Hoặc là mình nói I had come, I mean he had come me, he had come to see me. To see me yesterday. Cái này đều được được hết trơn nha, nhưng mà hai cái câu này nó không có rõ ràng. Các anh chị mà viết cái câu như vậy đó, các anh chị mà viết cái câu he did come to see me yesterday là các anh chị bị trừ điểm, mặc dầu văn phẩm có gì sai hết trơn. Tại sao bị trừ điểm? Là tại vì các anh chị diễn tả cái you express your idea is not clear, not clear, it doesn't express your idea clearly. Thành ra ở đây I'm sorry, ghét quá, he had nha. Thành ra nếu mà các anh chị muốn diễn tả cho người ta biết cái việc làm này nó đã xảy ra rồi, cả hai hành động đều đã xảy ra rồi, phải không các anh chị? Nhưng mà nó không có rõ ràng. Nếu mà các anh chị muốn dùng chữ had ở đây thì các anh chị phải thêm một cái hành động khác. Tại vì thường thường mình dùng cái thể mà mình gọi là perfect á, nhất là past perfect, phải có hai hành động xảy ra một lúc, phải có hai hành động involved. Ví dụ nào, he had come to see me yesterday before you call me. He had come to see me yesterday before you called me. Mình phải thông thêm một câu như mình phải thông thêm một câu thì cái câu này nó mới được accept. Chị hiểu thì mình nói rồi phải không? Tại vì ở đây dùng chữ had là chỉ một cái hành động nó xảy ra trước một cái hành động khác ở tương lai. Ok, mình phải thông thêm một câu. Còn cái chữ good cũng vậy luôn. Ok, good cũng vậy luôn. He could hay là good cũng được. Ok, come to see me. That's it. Câu này mình không có cần thông thêm cái câu khác để diễn tả cái hành động này đã xảy ra hôm qua rồi và nó đã chấm dứt rồi. Okay, he would come to see me. I mean, thêm cái chữ yesterday nữa. Okay. He, I'm sorry. Thì nếu mà mình chấm dứt tại đây thì mình phải hiểu ngầm là cái apostrophe and chữ D đó sẽ là chữ good. Nó là simple past, phải không các anh chị? Còn cái ở phía trên nó sẽ là past perfect, right? Và cái điểm này các anh chị phải nắm vững văn phạm các anh chị mới hiểu tụi mình nói gì. Đồng ý không nào?
Thành ra nếu mà mình nói cái simple past là mình không có cần lòng thòng gì ở phía sau hết, diễn tả một cái hành động đã xảy ra chấm dứt hẳn rồi. Còn nếu mà các anh chị dùng cái perfect thì bắt buộc các anh chị phải có thêm một cái điều kiện, một cái yếu tố nào đó thì nó mới rõ ràng hơn. Ok. Các anh chị coi hai câu này. I had come to see her yesterday. I would come to see her yesterday. Một cái động từ to come nó là past participle. Một cái động từ to come nó là present. Phải không các anh chị? Cái nó ở cột thứ nhất và cái nó ở cột thứ ba. Cái câu đầu tiên nó ở cột thứ ba và cái câu thứ hai là nó, cái động từ to come nó ở cột thứ nhất. Tại vì cái động từ to come ba cột đều giống nhau. I mean, cột thứ nhất và cột thứ ba giống nhau. Come can come. Phải không các anh chị? Come can come. So khi mà mình dùng cái trở động từ good ở đây thì cái động từ phải trở về nguyên mẫu là trở về cột thứ nhất, I would come. Trong khi đó nếu mà mình dùng cái động từ to have ở đây không cần biết nó hiện tại quá khứ gì, have had hay gì, thì cái động từ nó phải nằm ở cái cột thứ ba. Ok. I had thì phải là I had come. Mặc dù nó viết giống nhau nhưng mình phải hiểu ngầm. Một cái là cột thứ nhất và một cái là cột thứ ba. Okay. Các anh chị thấy động từ to go. Right. Phải không? Nếu mà dùng động từ to have ở quá khứ hiện tại thì nó phải nằm ở cột thứ ba là go and gone. Phải không? Nằm ở cột thứ ba là gone. Còn nếu mà dùng trở động từ good, could hay gì đó thì nó phải trở về nguyên mẫu là cột thứ nhất. Phải không? Right. Tại vì nó là quá khứ. Nó là quá khứ. Cái trở động từ có thể là quá khứ, cũng có thể là hiện tại. Ok. Cái chữ good ở đây là quá khứ. Còn hiện tại là I will go. Phải không? Okay, cái này mình chỉ hiểu đơn giản như vậy thôi. Tại sao yesterday là tại vì chữ will nó là quá khứ. Tại sao will là chữ chữ will nó là hiện tại. Tùy theo mình cái này nói gì văn phạm, ok, không có nói gì nghĩa, các anh chị hiểu đại khái như vậy. Khi còn câu hỏi gì nữa không? Còn câu hỏi gì nữa không? Cái này nó hơi communicate. Các anh chị biết hơi nắm vững về văn phạm các anh chị mới hiểu tụi mình nói gì. Okay. Rồi bây giờ mình làm câu này nha. Đổi câu này thành nói gì chứ cũng hết giờ. Tưởng bữa nay được nghỉ sớm. Không ngờ các anh chị không biết nhiều chuyện như vậy ra bữa nay lại nghỉ trễ nữa rồi. Chán các anh chị thì thôi đi, tưởng đâu giống như cái bài gì đó Arthur and Alex á, tưởng đâu Du bự con Du có thể giúp mi được, mà anyway Du cũng là bạn tốt của mi rồi. Tưởng đâu các anh chị giỏi lắm. Để tiểu mi được nghỉ sớm. Anyway, các anh chị cũng là cục nợ của tiểu mi.
Em đang nghỉ sớm hay nghỉ trễ gì cũng cũng phải trả nợ thôi, nói là mỏi. Khi làm câu này đi, làm câu này. Làm câu đổi thành task question. Yes, ở đây nó sẽ là he, she. Đúng không? Đảo ngược chủ từ trở động từ. Right? Và nó sẽ là affirmative. I mean positive. Không có not như wondering. Phía trước là xác định thì phía sau là phủ định. Okay. So he, she, right? Now next one. Câu này nha các anh chị. Sorry các. Chúng mình đang đọc kia. We learned about addition and subtraction when we studied elementary arithmetic. Arithmetic là gì? Chúng ta học về toán cộng and toán trừ. Khi mà chúng ta học học toán của bậc tiểu học á, thì em hỏi bài mà làm câu này đi các anh chị. Có phải chúng ta học toán cộng toán trừ ở ở tiểu học hay không? Đại khái như vậy đi, dịch đại vậy đi. Làm câu này đi các anh chị. Okay, we have 45 minutes left đó. Lê Năng Hải mình còn 45 phút nữa thôi á. Các anh chị làm câu này đi, please. Didn't hay là don't? Didn't hay là don't? Nó quá khứ hay là hiện tại? Learned. Right? Learned. Nó là quá khứ. Okay. So didn't. Didn't we? Didn't. Didn't. Didn't, chứ không phải did, okay, didn't. Tại sao nó là did? Tại vì nó là quá khứ learned, phải không? Learned. Okay, và nó là phủ định tại vì phía trước nó là xác định. Okay. Nãy giờ mà các anh chị còn sai, chán quá à. Nó dễ ẹt, nói khô nước miếng luôn á. Áp dụng ba cái step. Ok, didn't. Ok, à, bên Việt Nam các anh chị phát âm là didn't, phải không? Didn't, right? Phát âm là didn't, phải không? Say yes đi. Yeah, didn't, right? Yes, nhiều quá ta. Didn't, right? I don't like didn't. I like didn't. Okay, didn't. Mình cũng phát âm là chữ didn't. Okay, các anh chị. Không phải didn't nha. Didn't. Didn't hả? Didn't hả? Whatever you say. Didn't. Okay. Okay, làm câu này. Làm câu này.
don't know, muốn theo thì mi theo, nhưng mà thường thường ta không có ai nói là didn't ở bên này hết trơn, nó nói là didn't. Yeah, didn't. They couldn't understand him. Làm câu này nha. Làm câu này. Hỏi các anh chị didn't. Cái chỗ nào là chữ an ở đâu? Didn't hả? Didn't hả? Chị mới không biết. Có từ điển phát âm là didn't. Nhưng mà ở bên này họ nói là didn't. Okay, không ai nói là didn't hết trơn. Khi làm câu này nha, làm câu này. So, chỗ động từ là could, right? Đảo lộn chỗ động từ với cái chủ từ là could they. And then nó là xác định, tại vì ở phía trước nó có chữ not thì phía sau không có chữ not. So could they, right? They couldn't understand him, could they? And lên giọng cuối câu, right? Okay, next one. Be carefully with this one. She had barely sat down when the phone rang. Cho Kay Hiếu hai trứng hột vịt lộn, Tạ Linh hai trứng nữa, Wondering hai trứng nữa, Lê Quang Hải hai trứng nữa, How to speak English well hai trứng nữa, Seem cute rau răm, Vì mình thiếu muối tiêu. Còn ai post lên cái nữa đi, để cho muối tiêu vô luôn cho đủ bộ, ngồi ăn chung với nhau cho vui hả? Câu này tốn nhiều câu này tốn nhiều hột vịt lộn quá đi. And nuri nuri cho muối tiêu nha, I mean rau răm nha. Ok, and Nguyễn Tươi hai trứng nữa, nhưng Candy hai trứng nữa. So far chưa có ai đúng. Ok, Hoa Hải Anh đúng. Cho Hoa Hải Anh cái bông hồng nè. Okay. Tại sao như vậy các anh chị? Tại sao Hoa Hải Anh đúng? Kevin đúng. Tại sao? Hả? Yeah, có cái chữ barely. Barely, scarcely, hardly mean no. Mean nothing. Mean no. Mean a negative. Okay. Chị coi lại câu này. Barely có nghĩa là không. Okay. Cô ta không có ngồi, không có ngồi, cô ta không có ngồi xuống khi mà điện thoại nó reng. Phải không các anh chị? Right. Khi mà điện thoại nó reng. Thành ra ở phía trước là negative thì phía sau nó phải là positive. Phải không các anh chị? Nhớ trong bài mình có học hôm qua rồi mà. Barely, scarcely, hardly, right? Thành ra nó sẽ là phủ định. Là nếu mà nó phủ định I do, Lê Năng Hải áp dụng triệt để. Thành ra nó sẽ là xác định ở phía sau. Ok, had, she, chứ không phải là hành she. Okay, cẩn thận nha, cẩn thận, tiếng mày nói trước rồi mà làm tốn hết tiệc hộp vịt lộn của tôi quá đi mất. Hộp vịt lộn bên này các anh chị biết một trứng bao nhiêu tiền không hả? Một trứng hộp vịt lộn bao nhiêu các anh chị biết không? Một dĩ hột gà đó, một dĩ hột gà đó nhiều khi nó bán sale chỉ có 89 cent thôi. Một vỉ đó là 12 trứng. Okay. Trong khi đó một trứng hột vịt lộn á là 1 đồng 2. Còn một trứng hột gà lộn đó thì khoảng 89 90 sen. Hột gà lộn lại rẻ hơn hột vịt lộn.
chứ, ở bên Việt Nam cái gì ở bên này cũng có hết trơn đó, sợ còn ngon hơn bên Việt Nam nữa. Tại thường thường họ xuất cảng đó, họ xuất cảng đồ ăn là phải xuất cảng đồ ăn ngon chứ, dở không thèm ăn đâu. Đồng ý không nè? Chỉ có người Tàu đó xuất cảng đồ ăn hư đồ này kia cho người ta. Chỉ có người Tàu là cái quốc gia số 1 trên thế giới chuyên môn xuất cảng toàn là đồ gì đâu không á. Chán thì thôi á. Có đủ hết trơn, bên này cái gì cũng có hết trơn á. Mắm tôm, mắm ruốc, mắm chưng, mắm cá lóc, mắm cá trê, mắm gì tùm lum hết trơn á. Ở bên này cái gì cũng có nha các anh chị. Bây giờ trái cây giờ cái gì cũng có hết trơn á. Ok. Cái gì ghê vậy? Ờ trứng cút hả? Trứng cút lộn nhỏ xíu à, ăn cũng đã gì hết trơn à. Cái anh chị sẵn nói đồ ăn đang đói bụng. Cái anh chị biết không, cái ốc heo á, cái ốc heo mà cái anh chị chưng á, chưng lên á, anh chị biết chưng ốc heo không? Cái anh chị chưng lên á, cái anh chị ăn y chang như cái mùi hột vịt lộn vậy đó. Dạ, các anh chị chưng lên thử coi, các anh chị ăn y chang như hầu thì lộn vậy đó. Ăn ốc heo tốt lắm đó nha, ăn ốc heo tốt lắm đó. Trứng ngỗng lộn. Ở tại vì họ không lộn. Họ không lộn thôi chứ trứng nào lại lộn không được. Khi trứng nào lại lộn không được, biết lộn là cái gì lộn cũng được hết trơn đó. Tại họ không chịu lộn thôi chứ họ lộn thì tại họ không lộn sao ăn được, nhưng mà không phải là không có kia, tại họ không làm thôi. Nói tóm lại là bên Việt Nam có cái gì thì bên này tiểu mi cũng có cái đó hết trơn. Thế chỉ khác nhau cái gì, khác nhau cái chỗ là bên Việt Nam rẻ hơn. Thế bên Việt Nam rẻ hơn chỉ cần vậy thôi. Ok rồi, trở lại bài học nha. Bữa nay mình ráng làm cho hết cái bài này đi cho rồi đi. Ok. Học làm xong cái bài tập này, thì mình hy vọng các anh chị biết cách đặt câu hỏi về thought question. Ok. Nào tiếp tục nha. Số các anh chị nhớ nha, chữ barely, chữ hardly, chữ scarcely có nghĩa là không. Ok, không. Thay vì người ta nói not, người ta không nói, người ta nói làm câu này đi. She will hardly be able to come to the party. Yeah, will she? Phải không? Will she? Trời làm dữ. Từ từ làm post lên quá trời, đọc không kịp có ai. Áp dụng ngay tại chỗ. Cái này kêu bằng take advance á. Take advance, take advance là gì các anh chị? Take advance là gì? Là lợi dụng. Áp dụng là lợi dụng ngay. Sợ ăn trứng. Ok, next one. Be carefully with câu này nha, với câu này nha. No one had any questions about the homework. Có suy nghĩ kỹ chưa làm lẽ vậy Khanh and wondering. Yes, ở đây trước nhất á, no one thì mình sẽ thấy bằng chữ they. Ok, chữ they. And động từ to had ở đây là động từ thường chứ không phải là trợ động từ, right? Thành ra mình không có dùng chữ had mà mình sẽ dùng chữ gì? Chữ did, phải không? Chữ did, right? Chữ did and had any là không có gì hết. Các chị nhớ có cái chữ any ở trong đó, okay?
Coi lại cái câu nè, coi lại câu nè, had any có nghĩa là, ví dụ mình nói là I have had any, I have had in anything, nghĩa là gì? I have had eaten, I mean eaten anything at all, nghĩa là gì? I have had eaten anything at all. Nghĩa là tôi có ăn, tôi ăn hay là tôi không có ăn các anh chị? Tôi sáng giờ tôi chưa ăn gì hết trơn á. Tôi không có ăn gì cả. Thành ra các anh chị thấy cái chữ any có nghĩa là không. Ok, có nghĩa là không. Thành ra áp dụng ở trong câu bài tập. Nghĩa là không có cái người nào có bất cứ một cái câu hỏi nào hết trơn. Phải không? Thành ra đây mình sẽ dùng chữ did they. Ok, tại động từ to have ở đây không phải là trợ động từ. À, nếu không phải là trợ động từ thì mình phải dùng chữ do, chữ the sẽ là chữ did để đặt câu hỏi. Right? Sau đây sẽ là did they. Chị phải cẩn thận nha, cẩn thận. Ok, next one. They had barely enough food for everyone. Họ không có đủ đủ đồ ăn gì hết. Mình dịch như vậy, gì cả hay là gì hết? Barely, scarcely, hardly, any. Yet, did they? Okay, did they? Okay, next one. The men are waiting in the order room. Bộ câu này khó lắm, sao im lặng vậy? Im lặng là vàng. Yeah, aren't they? Phải không? The men are waiting in the order room. Aren't they? Aren't they? Okay, they, the men, số nhiều, right? The men. Next one. The children build the tree house themselves. They. Okay, la lưỡi ra. They. Vậy chứ đọc sao giờ? Đọc sao? Lê Năng Hải. Đọc sao? They. La lưỡi ra. Okay, they. They. Chứ không phải là đây nha. Không phải là đây nha. Mà là they. Okay. La lưỡi. Yeah, nó gần giống như vậy đó. They. Mà phải la lưỡi. Còn they kia đó không cần la lưỡi. Okay, không cần la lưỡi. Một cái là phải la lưỡi nè. They. They. Còn kia là they. Okay. Okay, rồi. Ở đây dùng chữ gì các anh chị? Dùng chữ gì? Treehouse là gì các anh chị? Treehouse là gì? Treehouse là gì? Nhà bằng cây hả? Hả? Nhà kính hả? Nhà kính hả? Nhà cây hả? Nhà trên cây. Yes, nhà trên cây. Mấy đứa trẻ nó chơi đó. Cái này là mình không có nói là treehouse là cái nhà mà trồng cây rồi người ta làm cái nhà để che mùa đông nó không, cây nó không bị chết đó. Cái đó cũng gọi là tree house. Nhưng mà đối với cái children đây nó đâu có làm những cái tree house như vậy. Children thường thường nó chơi phải không các anh chị? Anh ra ở trên cây đó nó làm những cái nhà ở trên cây rồi nên có thể nó chung vô trong đó nó ngồi nó chơi hay là nó ăn nó ngủ trong đó luôn. Okay, trên cây. Okay, gọi là tree house. Không phải nhà bằng gỗ, các anh chị không hiểu. Tree house là nhà thiệt. Okay. Tree house là nhà thiệt, nhưng mà nhỏ thôi. Yeah.
Thì bởi vì nếu mà nói té thì đâu còn gọi là nhà nữa. Ở bên Mỹ này nó có những cái dụng cụ để cho mình làm thành một cái nhà nhỏ, các anh chị có thể chung vô. Nó không có lớn, tại cái cây mà nó truyền tấm dáng này từ cái nhánh cây này qua cái nhánh cây khác làm cái base thế, rồi từ đó rồi nó mới dựng dựng vách đồ này kia, rồi dựng nóc lên giống như một cái nhà vậy đó. Tụi nó có thể chung vô đó, tụi nó ngồi nói chuyện chơi hay là nằm trong đó cũng được, thế gọi là tree house. Và thường thường những cái nhà đó nó nhỏ thôi chứ không phải bự như cái nhà thiệt, để rủ con nít nó chơi, mà nó thích những nhà. Thì bên Mỹ này cái gì là tụi nó làm cũng được hết trơn. Thế thế chị chưa bao giờ thấy cái tree house của con nít nó chơi hả? Rồi bây giờ qua, mình còn nửa tiếng nữa mình qua loại câu hỏi gọi là common common task nha. Mình học cái này rồi, okay. Bây giờ không còn comment chứ không phải là common. Comment, không phải là common. Ok, câu này nha. Yeah, comment. You found a job. Phải không? Wondering đúng, Nguyễn Tươi đúng, mình nói chứ mình nói rồi. Cái comment task này đó, cái loại câu hỏi này nó hỏi cũng giống nhau, nhưng mà trường hợp nào mình dùng cái task question, trường hợp nào mình dùng cái comment task. Cái task question đó là cái sự việc đó mình confirm nó lại, nhưng mà nó chưa chắc là đúng với cái điều mà mình muốn mình mention ra, nó chưa chắc. You go to school, don't you? Right? Chưa chắc. Nghĩa là sáng sớm mình thấy cái cậu đó cậu đi đi ra thì mình nghĩ con nít sáng sớm là đi học, phải không? Nhưng mà cái đó chỉ áp dụng bên Mỹ thôi. Còn bên Việt Nam chưa chắc à, con nít sáng sớm ra nhiều khi đi bán vé số, tội nghiệp thì thôi đi á. Hay là đi phụ mẹ ra dọn hàng, phải không? Đồng ý không nào? Hả? Thành ra mình sẽ đặt cái câu hỏi là you go to school, don't you? Đó là áp dụng bên Việt Nam, mình thấy nó đi ra, mình tưởng nó đi học, mình hỏi nó vậy thôi. You go to school, don't you? Right? Nhưng mà cái câu comment task thì nó lại ngược lại. You go to school. Do you? Đây là comment task. Nghĩa là sao? Nghĩa là mình biết cái câu này mình chỉ nói, mình chỉ hỏi thôi, cho có chuyện thôi. Không lẽ mình gặp nó mình không hỏi nó gì hết trơn, nhưng mà mình biết chắc chắn ở trong bụng và nó cũng biết chắc chắn ở trong bụng nó đang đi học. Ok, anh chị hiểu rồi phải không? Phải không? Các anh chị thấy hai loại task question không? Cũng là loại có đuôi. Một cái đó là xác định, một cái là xác định phủ định. Thành ra cái loại thứ nhất á là
cái loại này đó là mình đặt câu hỏi ra khi chỉ khi nào mà mình biết chắc chắn cái sự việc đó nó đúng, gần như nó đúng 100%, là nên mình mới đặt loại câu hỏi thứ nhất, tại vì mình thấy nó sách cặp táp, dĩ nhiên là sách cặp táp là nó đi học rồi. Ok, you go to school, do you? Right, là nó cũng biết nó đang đi học, mình cũng biết nó đi học, phải không? Còn loại câu hỏi thứ hai là chưa chắc à. Sáng ra mình thấy nó không có xách cặp táp nhưng mà mình nghĩ nó đi học, thì mình sẽ nói là you go to school, don't you? Thì cái situation, cái story là tùy theo. Mình biết chắc chắn 100% thì mình dùng cái comment tab. Còn mình chỉ hỏi ra cho có và mình nghĩ như vậy thôi, nhưng mà chưa chắc là đúng, thì mình dùng cái tag question. Các anh chị hiểu rồi phải không? Cái vấn đề ở đây, các anh chị đừng có lắt léo cái câu chuyện. Mà ở đây là nhiều khi á, mình nghĩ chắc chắn 100%, mình đặt câu hỏi thứ nhất, you go to school, do you? Phải không? Chắc chắn như vậy. Còn cái trường hợp mà mình thấy nó xách cặp táp, nó đi học mà nó không đi học, mà mình lỡ đặt câu hỏi chắc chắn rồi mà nó không đi học, là cái đó là trường hợp ngoại lệ rồi. Cái đó là lỗi của nó chứ không phải lỗi của mình. Mà trường hợp ngoại lệ như vậy ai biết trước được, phải không? Cái anh chị hiểu rồi phải không? Right. Điều là lên giọng hết. Các anh chị đừng có picky, okay? Đừng có picky có nghĩa là các anh chị đừng có vạch lá tìm sâu. Tiểu Minh nói gì thì các anh chị hiểu đơn giản thôi, đừng có lắt léo ở trong đó. Mình là con người lương thiện, mình nói cái gì chứ Tiểu Mi không có dạy các anh chị lắt léo. Ok, còn các anh chị đầu óc các anh chị lắt léo thì các anh chị làm của riêng đi. Ok, hiểu hiểu rồi phải không? Hả, ý của Tiểu Mi nói có hai cái vấn đề. Cái người đặt câu hỏi là mình đừng có kể cái người kia họ họ xấu họ tốt gì, phải kể họ trong đầu của mình đó. Ok, mình nghĩ đó, mình thấy cái cậu bé sáng sớm ra cậu xách cặp táp cậu đi học, phải không? Thôi giờ đừng thèm chơi với các anh chị bên Việt Nam chơi với các anh chị bên Mỹ đi. Con nít sáng ra mà không đi vô trường á, mà đi lang thang ở ngoài là cảnh sát bắt. Nói cho các anh chị biết, tại ở bên đây bắt buộc con nít phải đi học, không cần trả tiền. Thế thành ra từ cái tuổi mà 5-6 tuổi cho cái tuổi mà 17-18 teenage và có khi 19 đi nữa, mà ban ngày mà giờ học mà đi lảng quảng ngoài đường cảnh sát nó thấy nó bắt. Okay, nó bắt. Yeah, tại vì thí dụ như là mà thí dụ như nó mà đi ngoài đường phải có cha mẹ nó đi kế bên thì it's okay. Cảnh sát nó pull over lại, nó nói tại sao con bà không đi học vậy? Ồ, nó bệnh, tôi đang đi đưa nó đi bác sĩ. Thì it's okay, phải có cha mẹ kế bên. Mà trong trường cũng vậy nữa. Con nít mà vắng mặt mà 1 ngày 2 ngày mà không có cái nốt, không có cái không có cái sick note đó, nghĩa là không có giấy bác sĩ á. Okay, im lặng là vàng. Con mình không đi học 2-3 ngày rồi cha mẹ cũng không có ghi cái nốt, thì cha mẹ không đưa cái nốt cho bác sĩ, cảnh sát nó đi tới nhà nha các anh chị. Trước nhất trường học sẽ gọi cho cha mẹ nó, ô con ông con bà 2 ngày nay không có đi học, có chuyện gì xảy ra không, nó có bệnh hay không, giấy bác sĩ đâu, mà gọi điện thoại cũng không được luôn, là cảnh sát nó tới nhà đó. Thế thành ra đó, bây giờ trở lại câu chuyện nè, này áp dụng bên Mỹ thôi, bên Việt Nam Tiểu My các anh chị lắc léo làm sao Tiểu My không biết. Sáng ra thấy nhỏ nó xách cái backpack của nó,
Thì dĩ nhiên rồi, chắc chắn nó phải đi học rồi, mình cũng biết, nó cũng biết rồi. Thành ra mình sẽ đặt câu hỏi, you go to school, do you? Right? Đó là sự việc mình biết chắc chắn. Còn thí dụ mà sáng ra mình thấy bà mẹ bà xách cái bóp bà đi ra khỏi nhà, khi mình sẽ hỏi you go to work, don't you? Các anh chị thấy khác nhau không? Bà đi làm hả? Phải không? Chưa chắc. Phải không? Nhiều khi bữa đó bà nghỉ làm, bà đi công chuyện làm sao? Thành ra mình không biết là bữa đó bà đi làm hay là bà đi đâu, mình không biết. Thành ra mình sẽ nói cái câu don't you. Anh chị thấy hai cái điểm nó khác không? Có nghĩa là chắc chắn thì mình dùng cái common tag. Còn không chắc chắn mình chỉ hỏi, mình nghĩ nó như vậy thôi, tại thường ngày nó như vậy thôi, nhưng mà chưa chắc là cái câu mình hỏi nó đúng. Thành ra mình sẽ dùng chữ don't you. Ok, anh chị hiểu chưa? Không được là ồ, nhiều khi thấy nó đi học mà nó không đi học, cái đó là trường hợp ngoại lệ rồi. Ok, hiểu rồi phải không? Ý tụi mình nói khi nào mình dùng common tag, khi nào mình dùng tag question. Ok, rồi câu này nha. I'm coming to her house now. Khi mà chị mình nó common task là các anh chị phải hiểu cái sự việc này nó gần như là đúng 100%. Okay. Gần như là đúng 100%. Ở đây mình sẽ dùng những cái gì? Các anh chị thấy động từ to be mà, phải không? Động từ to be mà, tại quốc. I work at gì đó. Anh em mình phải dùng động từ to be là are, phải không? Đảo ngược chủ từ động từ lại, chữ I sẽ đổi thành chữ you cho cái task question. Are you? Phải không? I'm coming to her house now. Oh, really? Are you? Are you là cái người trả lời, okay? Hỏi lại. Are you? Okay, next one. He plays guitar. He. Yes, does he? Hello? Does he? Right? Chỉ khi nào chữ I mới đổi thành chữ you mà thôi, okay? Cái chữ we đổi thành chữ you luôn. Okay, next one. Cái common tag nó có 3 loại. Okay. We had a new air conditioner installed today. Oh. Nó có bốn chữ lận. Nó có bốn chữ lận. Các anh chị nhớ ba loại hôm nãy trong bài tiếng mình chia sẻ rồi. Nó có bốn chữ lận. Đó là loại thứ ba. Chữ we sẽ đổi thành chữ you. Ok. Các anh chị chưa chưa biết loại thứ ba hả? Cái common tag nó có 3 cách. Ok, nó có 3 cách. Đây là cách thứ 3. Ở đây mình sẽ nói là oh, did you? You did. Ok, đó là cách thứ 3. Oh, you did you? Oh, you did you? Đó là cách thứ ba. Nó cũng là xác định. Okay. Oh, you did you? Nó
khi tiếp tục nha. Để làm xong rồi cuối cuối giờ Tiểu My sẽ ôn lại cho các anh chị. The hunter trespassed on private properties and were arrested. Oh. Cái người săn đó thì xâm phạm cái phần đất của tư nhân và bị bắt. Oh, they did and did they? Cái thừa cái đầu đó là affirmative, cái sau đó là interrogative, nghĩa là cái đầu là phải xác định rồi cái sau mới là câu hỏi. Oh, did they? I mean, they did they? Hay, oh, they did they? Oh, thật sự vậy hả? Thấy như vậy. Oh, thật sự vậy hả? Họ xâm phạm cái tư nhân gì đó. Okay, next one. Đây cũng là common task mà là cách thứ nhất. Mary sent birthday cards to her friends. Đây là cách thứ nhất. Yeah, did she? Quá khứ mà sent chứ không phải là send. Quá khứ mà phải không? Did she? Đây là cách thứ nhất. Okay. And để kiếm. Đây là cách thứ ba. Cách thứ nhất nó có một chữ thôi, hai chữ thôi. Cách thứ ba nó có bốn chữ. Nobody answered, so I hung up. Nobody, nobody thì mình phải thấy bằng chữ they. Các anh chị nhớ không? Nobody thì mình phải thấy bằng chữ they. Oh, they did they, phải không? No. Oh, they did they, phải không? No, ở đây không phải là chữ they. Ở đây ai trả lời? Ai trả lời các anh chị? No, did you? Phải không? Cái mệnh đề chính là cái gì? Không có ai trả lời điện thoại nên tôi cúp điện thoại. So đây là ai mà? Ô, bạn cúp điện thoại thiệt hả? Khá như vậy. Bạn cúp điện thoại thiệt hả? Oh, you did you? Phải không? Bạn làm chuyện đó thiệt hả? Right. Cái câu mà nobody answer chỉ là cái mệnh đề không phải là mệnh đề chánh phải không các anh chị? Cái nobody answer chỉ là cái nguyên nhân thôi. Cái kết quả mới là cái chánh, phải không? Tại sao bạn cúp điện thoại vậy? Tại vì không có ai nói hết trơn á. Right. Thấy không? Thành ra mình hỏi tại sao không, đâu có ai hỏi tại sao, không có ai nói, mà người ta hỏi tại sao bạn cúp điện thoại vậy, phải không? Thành ra cái mệnh đề chính là cái hung up, mà ai hung up là tôi. Thành ra câu hỏi phải là you, right? Oh, you did you, thấy không? Okay, next one. It's almost time for lunch and I'm starving. Cái
này một người nói và một người hỏi nha các anh chị. Are you hay là do you? Are you hay là do you? Are you? Các anh chị nhớ nha, đây là cái comment. Comment có nghĩa là ở phía trước xác định, phía sau cũng phải xác định luôn. Nghĩa là cái sự việc này chắc chắn 100% nó như vậy. Gần tới giờ lên, gần tới giờ ăn trưa rồi tôi đói bụng thì thôi á. Thấy không? Thành ra cái sự việc mình đói bụng là cái sự thật 100% mà. Thành ra cái gì mà cái sự thật mà 100% thì mình dùng cái comment tag thay vì cái tag question. Các anh chị nhớ điều này nha. Okay. Starving là đói á, đói á. Hungry đó. Đây đó là loại câu hỏi thứ ba. Và loại comment tag thứ ba. Tìm đi kiếm cái loại thứ hai là gì đâu, quên rồi. Loại thứ hai nha. Loại thứ nhất với loại thứ hai nó giống nhau. Ok, loại thứ nhất với loại thứ hai nó giống nhau. Đâu, so far là loại thứ hai, bây giờ là loại thứ nhất nè. Ok, loại thứ nhất. Đâu, loại thứ nhất, loại thứ hai giống nhau, đúng rồi. Bây giờ mình chỉ còn 7 phút để mình ôn lại cho các anh chị ba loại cái comment task luôn nha. Loại thứ nhất nè. Loại thứ nhất là người speaker họ hỏi. Ok. Người speaker hỏi. You saw him, did you? Đây là loại thứ nhất. Ok. Loại thứ hai là một người hỏi và một người trả lời. Ok, là loại thứ hai. Thí dụ, nghĩa là có hai người involved vô trong cái câu hỏi. Đây là loại thứ hai. I'm living in London now. Are you? Này có hai người, một người hỏi và một người trả lời. Ok, đây là loại thứ hai. Đây là loại thứ ba. Cũng hai người luôn, một người hỏi và một người trả lời nhưng mà trả lời cách khác. Một người nói và một người trả lời. Cái loại thứ nhất là câu hỏi hoàn toàn, cái loại thứ hai là một người mention cái issue ra và người khác lặp lại mà thôi. Có nghĩa là cái loại thứ hai và loại thứ ba là có một người nêu cái vấn đề ra, nêu cái sự việc ra và người khác đặt câu hỏi. Ok, thì loại thứ nhất, thứ hai là I'm living in London now. Are you? Và loại thứ ba, I borrowed your car. Oh, you did you? Ok, anh chị hiểu rồi phải không? Đây là ba loại comment tag. Rồi, and that's it. For today. So far là các anh chị biết cách đặt câu hỏi rồi phải không? Thứ nhất là yes no question. Đây là loại câu hỏi thứ nhất, yes no question. Nghĩa là loại câu hỏi bắt buộc mình phải trả lời yes hay là no. Mới gọi là yes no question. Are you a student? Yes, I am. No, I'm not.
Và khi mà yes no question, yes là yes, còn no là no, không được vừa nói yes vừa nói no. Thí dụ như câu này. Câu này dịch ra tiếng Việt nè. Bạn không phải là học trò phải không? Thì các anh chị trả lời tiếng Việt, các anh chị trả lời làm sao? Bạn không phải là học trò phải không? Trả lời tiếng Việt đi. Thường thường mình trả lời tiếng Việt mình nói: "Vâng, tôi không phải là học trò." Phải không các anh chị? Các anh chị trả lời như vậy, tiếng Việt mình trả lời như vậy đó. "Vâng, tôi không phải là học trò." Trả lời giống như Ken Hurst vậy đó. Right? Trả lời như vậy là sai. Okay? Nói tóm lại, không cần biết cái câu hỏi là phủ định hay là xác định. Cái câu trả lời mình phải trả lời đúng theo cái tình trạng của mình đang có. Are you a student? Nếu mình không phải là student thì mình nói là no, I'm not. Okay, không cần biết là phủ định hay xác định. Are you a student? No, I'm not. Các anh chị hiểu điều này rồi phải không? Yes là yes, còn no là no. Chứ không được vừa yes vừa no giống như là Ken Hurst cho thí dụ cho các anh chị. Okay. Nhớ nha, không cần biết câu hỏi phủ định hay xác định. Đây là loại câu hỏi thứ nhất gọi là yes no question. Loại câu hỏi thứ hai. Loại câu hỏi này mình gọi nó là WH WH and how question. Có nghĩa là loại câu hỏi với những cái chữ chữ bắt đầu bằng chữ W, H hay là chữ how đặt ở đầu câu. What are you doing? Where are you going? Why do you do that? Okay. How are you? Thì loại câu hỏi này mình không được trả lời yes hay là no, mà mình phải trả lời liền. What are you doing? Dạ, con đi học. Tiếng Việt mình nói vậy đó. Con đang làm gì vậy? Dạ, con đi học. Yes, I go to school. I'm going to school. Không được trả lời như vậy. Okay. Các anh chị hiểu rồi, phải không? Đây là loại câu hỏi thứ hai mình gọi là đây là loại câu hỏi thứ hai. Bây giờ qua loại câu hỏi thứ ba gọi là task question. Là hôm nay mình học là loại câu hỏi nó có cái đuôi ở phía sau. Thì loại câu hỏi này nó có hai phần. Phần thứ nhất là trường hợp mà cái sự việc mình chỉ hỏi, mình nghĩ nó như vậy và mình confirm nó lợi coi cái ý nghĩ của mình nó đúng không, cái sự việc mình thấy nó như vậy có đúng hay không. Còn cái kết quả thì chưa chắc gì đúng theo cái ý nghĩ của mình hay đúng theo cái sự việc của mình tiên đó. Thì mình sẽ dùng cái cách thứ nhất. I'm sorry, tự nhiên bị ngất. You go to school. Misspell right there. Thành ra đây là cái cách thứ cái loại câu hỏi về task question. Nghĩa là cái sự việc này á, mình thấy cậu ta xách cặp táp đi học hay là không có xách cặp táp đi học đi, mà sáng sớm ra thì mình nghĩ là cậu ta đi học. Mình chỉ nghĩ thôi nhưng mà chưa chắc là cậu ta đi học, thì mình sẽ dùng cái loại câu hỏi này. Okay. Nghĩa là không chắc chắn. Còn thí dụ mà mình thấy rõ ràng chắc chắn 100% á, khi chắc chắn 100% thì mình sẽ dùng cái comment tag, cũng là task question nhưng mà nó là câu hỏi cũng có đuôi nhưng mà cái câu mình đặt nó khác. Thí dụ như câu này. You call
You call her now. Do you? Ví dụ như câu này, you call her now, do Ok, thí dụ nói là mời cô ta lại đi, mời cô ta lại ăn trưa với mình đi. Thì nó ok, cái sau người đó chạy lại bắt cái điện thoại lên. Đấy, thấy người đó chạy lại bắt cái điện thoại lên thì mình nói you call her now, do you? Thì mình thấy cái sự việc chắc chắn là cái người đó mới vừa nói ok thì dĩ nhiên là người đó gọi cho cô ta rồi, phải không? Thành ra cái này mình gọi nó là common task, có nghĩa là chỉ một cái sự việc mà nó sẽ chắc chắn xảy ra trước mặt của mình. Ok, mình chỉ confirm lại, hỏi lại cho có hỏi thôi. Đấy, và cái common task này nó có ba cách. Đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai nãy chị My cho các anh chị thí dụ rồi. Đây cũng là một cái sự thật nha. Ok, nói tóm lại đây là một cái sự thật sẽ xảy ra chắc chắn 100%. Cái người này xác định là I'm living in London now, tôi đang sống ở London bây giờ. Thì mình hỏi lại are you, thì dĩ nhiên rồi, họ mới vừa mention là họ mới vừa stay, là họ nói là họ sống ở London, hay là mình chỉ hỏi lại cho có thôi. Ok, nhưng mà biết chắc chắn, cả hai đều biết chắc chắn sự việc này nó đúng như vậy 100%. Ok, và loại câu hỏi cách thứ ba của cái common task, thí dụ như câu này khi nào mình dùng cách thứ hai và khi nào mình dùng cách thứ ba? Cách thứ hai là nói bình thường thôi. Còn cách thứ ba đó là để mình diễn tả cái opinion của mình. Hoặc là mình quá vui, hoặc là mình buồn, mình không bằng lòng, hay là mình ngạc nhiên, thì mình mới dùng cách thứ ba. Ví dụ như câu này, I bought your car. Bạn đi, hôm qua bạn đi làm bằng gì vậy? Oh, I bought your car. Tôi mượn xe của bạn mà không có nói trước, hiểu ngầm như vậy. Thì cái người này trả lời nếu mà bằng lòng đó, cái sự việc mà mượn chiếc xe đó, thì cái người này trả lời một cách nhẹ nhàng, oh you did you, vui vẻ nhẹ nhàng. Nhưng mà nếu mà không bằng lòng cái sự việc này thì cái người này sẽ lên giọng oh you did you without asking me. Ồ, bạn mượn xe tôi hả? Mà không cần tôi, không cần hỏi tôi hả? Các anh chị hiểu rồi phải không? Cái cách thứ ba mình dùng chỉ trường hợp diễn tả cái opinion của mình, cái emotion của mình mới dùng cách thứ ba mà thôi. Mình có thể diễn tả vui hoặc mình có thể diễn tả buồn. Các anh chị hiểu rồi phải không? Answer yes đi, đặng nghỉ đi. Đi ngủ rồi đi ăn cho rồi nha. Ok, rồi. Cảm ơn. Any question? Yeah, diễn tả cái ý kiến của mình hay cái khá như vậy. Ok. Nghĩa là cái cách thứ ba chỉ trường hợp có cái reaction ở trong đó, có cái phản ứng của mình ở trong đó. Ok. Phản ứng làm sao, vui hoặc là buồn hoặc là giận hoặc là gì đó. Ok, ok đó là bài học hôm nay, and hy vọng các anh chị nắm vững hết ba cách, ba loại câu hỏi. Ok, any question? If not, we dismiss now and I'll see you next week. Ok, and chúc các anh chị bên Việt Nam ngủ ngon, and Tiểu My thì đi ăn. Giờ này của Thúy My là giờ lunch time.